Video này được mang đến cho bạn bởi Content Hạnh Phúc, editor Minh Châu và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính thì các bạn hãy vui lòng comment ở bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. Dạo gần đây thì không chỉ phim Việt mà phim Hollywood cũng đang đi xuống rõ ràng, chất lượng trung bình đi xuống rõ rệt, số lượng siêu phẩm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và như thường lệ thì trong lúc người Mỹ đang không chú ý thì người Nhật sẽ thả những quả bom vào mồm họ. Và tất nhiên tôi đang nói đến chân châu cả. Tất nhiên tôi đang nói đến Godzilla Minus One, một bộ phim chứng minh một điều là phim cứ hay đi thì khán giả sẽ biết chứ không cần phải vung tiền đi quảng bá toàn cầu. Godzilla trừ 1 nghe thì hơi giống kèo của SpongeBob 2VN, nhưng mà cái phim này thể hiện sự vượt trội so với phim của Hollywood về mọi mặt trong thời điểm hiện tại, từ kịch bản, diễn xuất, hình ảnh, nhất là hình ảnh của quái vật Godzilla. Và tất cả điều đấy được tạo ra với một kinh phí cực kỳ nhỏ, ý là nó cực nhỏ so với các bộ phim khác của Hollywood. Nó chỉ có 15 triệu đô thôi, còn chưa bằng kinh phí sản xuất một tập She-Hulk khoảng 25 triệu đô. Và She-Hulk thì thế thì Nhật Bản đã làm gì với Godzilla? Câu trả lời là làm tất cả những gì mà Hollywood làm, nhưng mà tốt hơn và rẻ hơn. Đây là sự thật mà cả giới phê bình và người hâm mộ đều công nhận. Thế thì chắc chắn là một cú vả thẳng vào mặt Hollywood rồi. Nghiêm túc mà nói thì chúng ta phải thực sự đặt ra một câu hỏi là làm thế nào mà Nhật Bản có thể làm được một bộ phim với kinh phí thấp nhưng lại có thể sánh vai, thậm chí là vượt tầm những bộ phim bom tấn siêu khổng lồ như vậy. Câu hỏi này thì sẽ cũng là bài toán mà chính nền điện ảnh Việt Nam cần trả lời. Video này là về Godzilla Minus One và cách bộ phim này đã đấm vào mồm Hollywood. Đầu tiên chúng ta hãy nói về sự xuất hiện của Godzilla ở phương Tây đi. Kể từ năm 1998 thì con quái vật này được đạo diễn Roland Emmerich đưa lên màn ảnh. Nhưng mà nội dung phim thì cũng chẳng hay, mà tạo hình của Godzilla lúc này thì không khác gì con khủng long cả. Cho nó thêm một chút tư tưởng lệch lạc và kiến thức từ báo mạng là chắc chắn nó sẽ đi làm YouTuber. Nhưng mà trong phim đấy thì cũng bảo là Godzilla là loài bò sát đột biến do phóng xạ nên là giống khủng long thì thôi cũng khá là logic. Cho đến năm 2014 thì Gareth Edwards đã đưa kaiju nổi tiếng này quay trở lại với chuỗi phim về vũ trụ quái vật, lấy Godzilla là tâm điểm chính, bao gồm Godzilla King of the Monsters, Godzilla vs Kong. Năm sau thì có thêm là Godzilla X Kong. Trong số đó thì có phần phim Kong đảo đầu lâu là phần duy nhất mà Godzilla không được xuất hiện. Tất cả các phim này thì tôi đều khẳng định là hay, xem giải trí. Nhưng mà nó chỉ là đơn thuần giải trí thôi. Xem phim xong trong đầu tôi chỉ có là cảnh Godzilla gầm gừ, Godzilla khạc tia laser, Godzilla đấm nhau, hết. Xem phim xong thì cũng có thấy hay, thì cũng thấy tăng adrenaline nhưng mà không động lại cái gì. Thì tôi có đang đòi hỏi quá đáng không? Chắc chắn là có rồi. Tôi có đang hãng lồn không? Có, nhưng mà phim mà đánh giá một tí. Để mà nhớ lại về ý nghĩa phần phim Godzilla gần nhất mà tôi xem ấy, thì nó là phản đối chiến tranh hạt nhân à? Không, không phải. Người Mỹ nhồi thêm phóng xạ vào Godzilla để nó đấm nhau tiếp, để bảo vệ môi trường à? Không, đám kaiju đấm nhau long trời lửa đất, núi lửa phun trào thì nó phá hoại khác gì ngày xưa thiên thạch đâm vào trái đất đâu. Mà giải quyết xong cái đấy thì cũng không thấy con người trong phim bảo vệ môi trường hơn một tí nào cả. Cái điểm yếu chung của tất cả các phần phim Godzilla của Hollywood ý, là nó bỏ qua hoàn toàn yếu tố con người. Họ đang làm phim kể về những con quái vật to đùng đánh nhau, con người hoàn toàn chả có ý nghĩa mẹ gì. Vai trò của con người chẳng qua là chỉ để thể hiện cho cốt truyện, thế thôi, không có phát triển nhân vật, không có ý thức tự chủ lo cho bản thân. Tất cả những gì loài người thể hiện trong phim là cứu tao Godzilla ơi. Sau đấy thì toàn bộ phim còn lại là vua quái vật xuất hiện đấm nhau bùm bùm. Godzilla Minus One thì hoàn toàn ngược lại, con người mới là chủ thể chính của bộ phim. Ừ thì đa số chúng ta có nhu cầu ra rạp để xem mấy con quái vật khổng lồ đánh nhau, nhưng mà hay là thêm cái việc phát triển nội dung để nâng dần bộ phim lên khỏi đẳng cấp giải trí thì nó hay hơn không? Nội dung của Godzilla Minus One thì tí nữa tôi sẽ spoil một chút, nhưng mà nói chung là việc sử dụng hình ảnh con quái vật trong bộ phim là rất hợp lý, nó cân bằng với yếu tố con người. Điều đấy chứng tỏ là việc lạm dụng CGI để liên tục tạo ra những phần đoạn dài đồ sộ thì nó không hiệu quả đến thế, và tất nhiên là nó tốn siêu nhiều tiền. Vậy thì tại sao người Mỹ lại quyết định để Godzilla chiếm sóng nhiều đến thế? Chắc là vì họ giàu. Thì tôi lên mạng đọc các thứ thì một trong những lý do nhiều người nói nhất là do biên kịch người Mỹ kém người Nhật. Cái này thực ra tôi cũng không đủ chuyên môn để đánh giá nên là tôi nghe thế thì tôi biết thế. Cái lý do thứ hai mà nghe tôi thấy cũng thuyết phục hơn là vai trò của Godzilla trong văn hóa hai nước là hoàn toàn khác nhau. Ở Nhật Bản thì Godzilla là con quái vật sinh ra từ hai quả bom hạt nhân thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Nó đại diện cho đau thương của chiến tranh và nó hoàn toàn là một con quái vật tà ác, một thế lực tự nhiên tàn phá thế giới loài người. Mỹ thì bê hình tượng này về, nhưng mà có thể với người Mỹ thì hai quả bom nguyên tử là thứ đã chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai. Thế nên là Godzilla là một phản anh hùng, kiểu ta không quan tâm việc phá hủy bao nhiêu thành phố loài người, nhiệm vụ của tao là đấm mấy thằng có ý đồ phá hủy thế giới, thế thôi.
Loài người thì sẽ đánh thức Godzilla mỗi khi có mối đe dọa nguy hiểm hơn cả vua quái vật xuất hiện. Nói chung là đúng với cái tinh thần sử dụng bom hạt nhân của người Mỹ luôn. Chỉ cần nhìn hình tượng Godzilla trong hai trailer là nhận thấy ngay điều này. Một bên là quái vật xù xì gai góc khổng lồ nhiều tâm sự. Một bên là lần đầu tiên Thái Thanh Long có trong Godzilla béo vãi trưởng, rồi đi cùng con khỉ đeo găng tay. Cái phim Godzilla X Kong ấy thì trông khá giống cái phase 7-8 gì đấy của MCU ấy. Thế thì hai con quái vật dắt nhau đi chơi thì xem có hay không, có đáng mong chờ không? Có chứ. Nhưng mà well, nó vẫn chỉ là phim giải trí thôi. Thì đấy là một cái ví dụ hoàn hảo về Hollywood ngày nay. Rất rất nhiều bộ phim bom tấn thiếu chất và cố gắng nối hết những bộ phim đó thành một vũ trụ. Nhưng mà điều cốt lõi là nội dung của từng bộ phim lẻ thì không được chăm chút. Và đó lại chính là thứ mà Godzilla Minus One làm tốt nhất. Bây giờ tôi sẽ đi sâu hơn về Minus One và lý do tại sao bộ phim này được nhiều người đánh giá là hay nhất năm nay. Đoạn này thì có spoil nhá, nên là ai muốn xem phim không bị spoil thì thôi dừng video, còn không thì tiếp tục xem video. Godzilla Minus One vẫn thỏa mãn được kỳ vọng của tôi về phim Godzilla là được thấy một con kaiju biết khè ra hơi thở nguyên tử đi tàn phá các thành phố. Và nó còn làm tốt hơn thế tại vì có nội dung hay và nêu lên chủ đề phức tạp xuyên suốt câu chuyện. Thậm chí là Godzilla Minus One không nhất thiết là một bộ phim về Godzilla. Nó là bộ phim về mặc cảm tội lỗi của người sống sót về căn bệnh PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, căn bệnh mà đa số người lính gặp phải sau khi trở về từ chiến tranh. Và bộ phim về PTSD này có yếu tố Godzilla. Phim này thì khai thác thời điểm Nhật Bản vài năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó thì đất nước khó khăn, người dân mất niềm tin vào chính phủ. Nhân vật chính là Shikashima, một phi công cảm tử của Nhật Bản, nhưng mà lại sống sót. Thế thì có nghĩa là anh này chưa hoàn thành nhiệm vụ và phải sống với mặc cảm tội lỗi. Godzilla giống như biểu tượng nội tâm của anh này. Chiến tranh đã kết thúc nhưng mà cuộc chiến của anh thì chưa. Trong một lần thì đại đội của anh này bị Godzilla tấn công khiến mọi người đều chết. Shikashima tự trách mình vì cầm súng máy nhưng mà không bắn. Cái hình ảnh này là một cái cách khá thông minh để đặt Godzilla và nhân vật chính vào mối quan hệ đối nghịch, đưa ra lý do để Shikashima thực sự mong muốn chiến đấu với con kaiju vào phần sau của phim. Mà chính khán giả xem phim thì cũng sẽ đồng tình với lại Shikashima, từ lý do khiến anh hèn nhát không dám nổ súng cho đến những chấn thương tâm lý mà anh phải chịu. Nói chung là chỉ với cái phần đầu như thế thôi mà chúng ta có thể thấy được cái sự khéo léo của bên kịch rồi. Cái việc Godzilla đại diện cho nỗi sợ hãi chiến tranh hạt nhân thì đã được khai thác nhiều rồi, nhưng mà việc gắn Godzilla với một cá nhân như thế thì khá là mới. Mà Shikashima là một nhân vật có chiều sâu tâm lý. Riêng cái hành trình bóc tách các tầng lớp của anh này thôi đã tạo ra một câu chuyện rất hay rồi. Thì theo nhiều người, đấy chính là thứ mà các nhà làm phim Hollywood đã không để tâm. Ít nhất là tôi chắc chắn là trong tất cả các phim liên quan đến Godzilla thì không hề có. Về phần Godzilla trong phim này, nó là một sinh vật không có rõ nguồn gốc, không thể giết chết được. Và việc phim lấy bối cảnh sau Thế chiến thứ hai là cực kỳ hợp lý. Nước Nhật tan vỡ và đang phải dần xây dựng lại. Chính phủ và người dân đang cố gắng hàn gắn lại cuộc sống trong khi vẫn chưa vượt qua được tổn thương. Xong rồi bùm, Godzilla đến đấm thêm luôn cho thương hẳn. Nhật Bản buộc phải đối mặt với sự thật rằng họ vừa sống sót sau một cuộc chiến và giờ lại có một con quái vật nữa đến đánh nhau tiếp. Nhưng mà chỉ có lần này là Mỹ không dùng bom nguyên tử nữa thôi. Và nhờ cái việc xây dựng hoàn cảnh cực kỳ ngặt nghèo đấy khiến tôi xem phim thực sự là hy vọng con người sẽ thắng ấy. Phim của Hollywood thì chỉ mong là quái vật đấm nhau lâu hơn một tí, còn đây là hy vọng con người sẽ tìm được cách để đánh bại Godzilla. Cái cảm xúc đấy là cái thứ mà người Mỹ chưa làm được mà cũng không biết là có làm ra được không. Thời lượng xuất hiện của Godzilla trong phim thì cũng rất là hợp lý, nó chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài cảnh, nhưng mà cảnh nào cảnh đấy đều đáng tiền. Cái nhịp điệu của phim thì sẽ là 10 đến 20 phút kể về quá trình đối mặt với vết thương sau chiến tranh của họ này, rồi sau đó đến chuỗi cảnh đánh nhau với Godzilla. Và sau mỗi lần như thế thì các nhân vật lại đi vào một vòng xoáy xa hơn về cảm xúc. Theo tôi thì cảnh hay nhất phim, thậm chí là không cần có Godzilla ở đấy, đó là khi nhân vật chính suy sụp tinh thần hoàn toàn và tin rằng mình đã chết trong chiến tranh, còn hiện tại không hề có thật mà chỉ là một cơn ác mộng. Đấy là một trong những cảnh phim ấn tượng nhất trong những năm gần đây, và tôi tin rằng nhiều người khác thì cũng cảm thấy thế. Thực sự thì tôi đánh giá là cực phê cho Godzilla Minus One. Đây là một trong những phim mà khi phần credit chạy thì bạn vẫn phải ngồi lại để suy nghĩ về những gì vừa xem. Trước đây thì tôi nghĩ là Oppenheimer đã tuyệt lắm rồi, đã khiến tôi suy nghĩ chiêm nghiệm lắm rồi. Nhưng mà sau khi xem Minus One ấy thì đúng là tôi phải nghĩ khác. Oppenheimer đúng chỉ là tiền truyện của Godzilla thôi. Đây là một bộ phim mà xứng đáng xem nhiều hơn một lần, và nó xứng đáng để bạn bỏ ra 2 tiếng đi xem. Kịch bản thông minh, kích thích suy nghĩ người xem, nhưng mà cũng đủ để giải trí, không bị nghiêm túc quá. Nếu mà bạn đang thấy khó chịu với những bộ phim gần đây của Hollywood hay là phim Việt Nam thì tin tôi đi, hãy tìm đến Godzilla Minus One. Và có một cái gây ấn tượng nhất của bộ phim này, nó là kinh phí sản xuất. Đạo diễn cũng nói bóng gió là chi phí sản xuất chưa đến 15 triệu đô.
nó chỉ vào khoảng tầm 9 lần đất rừng phương Nam thôi. Nhưng mà so với các phần Godzilla của Mỹ thì đúng bằng số lẻ. Với 15 triệu đô thì chắc là sang Hollywood chỉ cho người đóng giả Godzilla xong rồi phá hủy mô hình tòa nhà như kiểu 30 năm trước đây làm, chứ lấy chó đâu ra CGI. Thế nhưng mà Nhật Bản lại làm được điều kỳ diệu với con số khiêm tốn đó. Quy mô phim, hình ảnh, CGI hoành tráng ngang với những bộ phim 200 triệu đô. Thực sự là Hollywood đã chi bao nhiêu tiền trong số 200 triệu đô đấy để làm phim? Ví dụ như là Indiana Jones phần 5 đi, được đầu tư 295 triệu đô, gần 20 lần của Minus One. Và đố bạn cái nào có quy mô nhỏ hơn, hình ảnh xấu hơn và trông giống một cái trailer của một trò chơi điện tử hơn. Và chúng ta cũng không thể quên câu chuyện của The Marvels với 274 triệu đô. Và cái sản phẩm chúng ta nhận được thì, well, Kering. Nhiều người bảo là nhiều phim rất hay mà kinh phí thấp. Thì cái này đúng, nhưng mà đa số những phim đấy là phim kinh dị có quy mô nhỏ, chứ không phải là đầu tư CGI để tạo ra một con quái vật khổng lồ quật đổ tòa nhà, gai lưng dựng đứng lên xong rồi khạc ra hơi thở nguyên tử phá mọi thứ. Kiểu nó đầy đủ mọi yếu tố của một phim bom tấn ấy. Thế nên là chúng ta cũng cần phải đặt lên bàn cân với những tác phẩm tương đương về quy mô, kỹ xảo. Và cũng có thể đưa ra một kết luận, hiện tại thì hơi sớm đi, là Hollywood nhiều tiền hơn nhưng đưa ra những tác phẩm tệ hơn. Tôi không biết là chắc là vì lý do nào đấy mà Hollywood đang nghĩ là càng đổ nhiều tiền thì phim sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Nguyên đến cảnh vừa rồi chắc người Mỹ làm tốn hết 15 triệu đô luôn. Chưa tính đến các phân cảnh đánh nhau khác của Godzilla xuyên suốt bộ phim mà hoàn toàn không có một cảnh nào bị phèn. Vậy thì Nhật Bản đã làm gì để làm ra bộ phim đẹp hơn 99,9% bộ phim Hollywood với số tiền rẻ hơn gấp 10 lần? Câu hỏi đấy thì người đau đầu nhất chính là những nhà làm phim Hollywood. Phim bom tấn thì liên tục thất bại, thỉnh thoảng thì có 1-2 phim hay vượt được mức 1 tỷ đô. Còn lại thì đa số là ít hoặc là không lãi, tại vì chi phí marketing nhiều. Nếu mà cái tiền đấy đập vào biên kịch này, đạo diễn xong rồi thêm tiền cho đội ngũ VFX để họ bớt đình công lại và tập trung vào làm việc và làm ra những sản phẩm chất lượng nhất ấy, thì có khi lại ngon. Một điều nữa ấy, là phim Hollywood thì đang lạm dụng CGI quá mức. Giống như Captain Marvel phải làm CGI cái cảnh vứt vai con mèo ấy, như thế thì đắt vẽ đái. Nếu mà MCU mà làm một bộ phim siêu anh hùng với 15 triệu đô, giảm CGI xuống xong tăng sự sáng tạo của đoàn làm phim lên thì có khi đấy lại là siêu phẩm hoặc là một giác phẩm, nhưng mà ít nhất là cũng có cái để báo chữa. Hy vọng là câu chuyện của Godzilla thực sự sẽ truyền cảm hứng cho Hollywood để đế chế phim này đừng tiếp tục ngủ quên trên ngai vàng nữa mà tiếp tục khẳng định vị thế của nó. Và tất nhiên là hy vọng bộ phim này cũng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà làm phim Việt Nam để làm ra những bộ phim chỉn chu hơn trong thời gian sắp tới. Thôi, và đến đây thì hết video rồi. Thì đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.